nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Con gì? Con à, ấy là thầy cô dạy em, nhưng mà thầy thấy rõ là cái chuyện gì thầy ta đây là thầy đi làm cái đó. Ta đây là thầy dịch nếu cái pháp này thầy rõ thấy người tu để cho họ khi cái chuyện này sai này thì nó nốt phải cái đi có người gì để không thì đi được lại đấy. Cũng là chuyện thật khổ một chút. Vượt qua cái đau khổ của con lúc mà bỏ tâm lên. Thầy chỉ mong vậy thôi.
còn bây giờ còn sức khỏe thì hướng dẫn cho các cái con tu tập thì biết không căn cứ cho được không, để khi mà có những cái cảm thọ đau đớn thì không căn cứ được thì nó là còn là cái sự đau đớn trong cái không biết cầu là nó có thể nó sẽ đi tới được có thì cái ngồi vậy đấy có chẳng hạn con lại thay một chén lúc và đứng giữa bán thực Phật trước là con lại Phật con thì là con phá ảnh thầy con chỉ cầu xin thầy trở về thành cho cả gia đình chúng con xin thầy cứu gia đình chúng con để mua đời nhân kiếp này còn mãi 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 sau những kiếp sau nữa xin thầy cứu giúp chúng con cho chúng con được đi theo thầy rồi ở đây cũng cho chúng con xin được đi theo thầy làm đệ tử mãi mãi của thầy cả gia đình chúng con cháu chúng con đều một lòng một dạ như vậy cho xin thầy cứu chúng con đến mỗi lần thầy ra Bắc hay chúng con ở đây thì cũng như là thầy là một người ông người cha đi xa về chúng con cũng không thể cầm lòng được xa xôi cách trở mấy ngàn km để ra ngoài Bắc lại mấy ngàn km chúng con vào trong này một chút nữa này cũng chỉ để mong được gặp thầy. Thầy thì ở lại rồi chúng con thì thầy biết ra bao nhiêu chuyện mà chẳng học được gì chẳng theo được gì mình chỉ có thể nhớ tụ khác thầy bị khóc không? Mỗi lần mà mấy con hiểu được một việc thì mấy con được quân thêm một cái sự hiểu biết. Nếu mà duyên bây giờ thay nó chưa còn lệ thì cái hướng mà mấy con gieo được cái duyên giờ sao nó còn lại này thì con thay là được cái nhỏ của họ tiếp tục tu tới nơi tới chỗ cái nỗi mất cũng đạt được nữa đâu. Dạ là được thầy giữ quyền mấy con quyền theo cái tiếng pháp của Phật của thầy. Dạ cho nên cái hướng đó nó đi lại đi cái khi mấy con đạt được một cái thông tin đúng cái trường hợp cho nên mấy con đi một thân mỗi lần thầy thấy mấy con khổ đau xót xa cho nên thầy muốn mọi người ở trong cái học sinh này đừng có đau khổ vì vậy mà thầy ngày đêm cặm cụi lo viết những cái bộ sách đạo đức rồi dạy mấy con tu cho được để nó chứng minh bằng chứng cụ thể Phật pháp là giúp cho người thoát điện khổ mấy con thoát ra điện khổ đó là một chứng minh cụ thể cho nên là sách của thầy đã viết rồi bây giờ còn đạo tạo cho cái người tu chứ nữa thì mới an tâm của thầy là Phật pháp nó mới trường tồn đời đời mấy con có sanh lên thì con đặt chánh pháp không có cả là cho nên tôi là tà pháp thì nó sẽ đi chúng ta đâu có đi đến chỗ nào nữa là thầy mang thai được như tư con theo bà thầy biết ở đây con sẽ sự thầy cho con lấy lòng để con tìm sầu mỗi một lần trong con bất an để con đau khổ nhất thì con lại ra đi đạo chữ của thầy để cho thầy cứu con thì những lúc đọc xong những đạo chữ đó thì con sẽ yên ổn được thì cho nên là những dòng chữ của thầy cho con là vật báu muôn đời không những của con mà con cũng sẽ để dành lại mãi mãi. Cũng vậy đó là vật báu nhất của cuộc đời con, không có gì quý bằng. Nếu bây giờ con vẫn giữ và mỗi một lần có sóng gió hay là những lúc con bất an là đều con dần ra thì con lại đọc lại những dòng chữ của thầy dạy con. Con chỉ biết cơ thể thầy thương chúng con thì thầy giữ những sức khỏe phụ ngại thế gian cho chúng con được nương dựa nơi thầy để như cái đau bóng cả cho chúng con nút dưới bóng thầy. Thầy còn trên thế gian này chúng con còn được sung sướng nghĩ thầy tuổi già nhiều lúc chúng con rất khổ tâm mặc dù như thế là cũng là khổ thầy nhưng không bị thầy thương chúng con để cứu chúng con. Một lần mấy con có gặp gì khó thì con cứ cười, con thấy khổ.
nhớ những dòng chữ mà từ ghi cho con, đó là những dòng chữ cứu khổ. Cho nên khi mình làm ra đạo thân tâm, con nó sẽ an lạc. Rất mong thầy đã tạo được cứ vậy thôi. Con cũng tu tập nó tiến lên thôi, nó khó khăn chứ không phải dễ, cực kỳ ý lắm. Nhưng mỗi lần có chuyện nào phải sẵn sàng học đến nhưng mà tâm hòa thì ít đã bị khổ tu gác hết mà thầy thấy nó tội cho con ghê lắm. Mà thầy bây giờ con thấy là là thầy dạy người cảm thật vậy, chúng con rất là ghi nhớ. Vì thế mình cảm là người cái một phần rất nhiều của con ấy. Người ta là có nghĩ là phải cho ăn nội cho cho bố con phải nó thì con phải ở đây ạ. Thế thì con có người làm người ta nhà có cho thuê để lấy khi bây giờ bố nó thì không nói lương liêu mà cháu cũng gặp nó yếu ở nhà không đi làm. Bây giờ hai bố con đều không có lương, tối thì cả cái con thì yếu. Thế nên con bảo bây giờ con mà đi thân và đợi vài tháng thì con phải tính chuyện như thế để con tính được. Con làm mấy năm nhà không cho thuê để cho bố con ở nhà có tiền ăn mà nghỉ ngơi rồi. Để con đi ở đây, để con thấy bố con nó có ăn rồi mà chả chịu sưu tập gì đâu, chỉ một thiết kiệm ăn thì sẽ ổn thế nào. Thế là con thấy là bây giờ con sắp xếp được con điều kiện ở đây vài tháng đi qua cái giờ này dạy con ghi nhớ các bài đấy mà suốt con bảo đấy hơn hai tháng rồi cái ngủ con chưa chiến thắng được. Nhớ cái pháp là mình niệm, cái pháp là liền niệm bị lực, những cái pháp đó nó phá hồn tạm tự nhiên, nó được ngủ mà. Cứ thể thế nó hơi hơi rồi ngủ là con sử dụng cái pháp, con đi kinh hành, cái niệm trình giá. Năm hơi thở, mười hơi thở, một số hơi thở, năm hơi thở, đúng rồi. Để nó phá, những việc mà để cho nó ngủ. Con phải thầy, con nhà không tu được hơi thở, nếu mà con tu được hơi thở, ở đây con hoàn toàn không phải sử dụng cái năm thở, hoàn toàn theo lịch quả thì đưa đến tay hoặc là đi bước đi thôi. Nhưng mà thầy, hôm thầy lên lớp dạy tôi lên Hà Nội đấy, thầy bảo các con chỉ cần ăn chú trong một phút là từ hôm con tập. Con không tài nào con ăn chú trong một phút ạ, con chỉ nhất tâm từ con ăn thì không ăn chú được. Nhất tâm đến 5 phút cũng được, nhưng mà ăn xuống thì nó không được. Nó cứ vọng vọng nó nhảy vào. Tại vì bây giờ con phải tập cho đến 30 phút nhất tâm rồi. Cái dạng 30 phút nhất tâm là cái sự phát sở yếu. Họ đưa thầy ra, đưa thầy vô, đưa thầy ra, đưa thầy vô. Cứ mình cách ý trước mình đưa ra, cách ý trước mình đưa vô. Anh không tu cánh tay thôi là phải, không có tu thành thầu gì không tạo. Nó dễ bị rối loạn quá, không sao tích chứ. Tức là đưa ra, đưa con đầu. Mẹ thấy buồn ngủ thì con đi. Con đi thì con là trú tâm dược trên bước đi. Con không dậy nhắc bước, chân trái bước. Nhắc nó đổi phía sau. Chứ đừng có xả lỏ, đừng có bỏ phía sau. Bỏ cái câu cá ý là con qua cái pháp ăn cứu rồi. Thì ăn cứu con cá ý, và cá ý như thế này mới ăn cứu con. Thế còn nếu mà con cá ý, ví dụ như đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, rồi con đưa ra, đưa vô như thế này là tập ăn cứu. Nhưng mà ăn cứu này không đúng. Thì con cá ý nó không đúng. Sau nó câu thất ý cho nó đúng lắm thì còn là các thứ đúng. Cái câu an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đi tay ra
an thân thân tôi biết tự được hay vô hay vô vô đó là thân, nếu mà không nhớ thì thân an tận tâm thần tôi biết tự được hay vô an tận tâm thần tôi biết tự được hay vô hay vô đó là thân nãy thân là tâm thấy không, rồi giới tâm định tĩnh tôi biết tự được hay ra giới tâm định tĩnh tôi biết tự được hay vô hay vô. Rồi bắt đầu bây giờ đưa ra, biết ra, đưa vô, đưa vô. Còn không thấy nữa. Bây giờ đúng một phút còn nghĩ. Nó không nghĩ gì hết. Bởi vì con tác ý nó bảo an tịnh tâm là nó không nghĩ. Mà an tịnh tâm là nó không đau nhất. Con hiểu không? Mà giữ tâm định tĩnh thì nó không quan trọng. Ba con tác ý này rồi con chỉ tu một phút. Ví dụ con đưa tay ra vô, ra vô, con tác ý là đưa ra vô, không tác ý nữa. Để cho nó an trú ở trên cái tay đưa ra vô thôi. Mà nó không bị ba cái trường hợp dẫn tưởng không không trợ thì riêng dưới đau nhất thân rồi. Nên khi đó con ngồi thì đâu không phải một tiếng chỉ ngồi nhiều tiếng rồi ngồi mà nó không nhận biết không hiểu gì hết phải tác ý đúng rồi đấy. Dạ con có làm thế nhưng mà bọn nó vẫn vào được à, bọn là được phải vào được là tại khi mà con nhiếp tâm nó chưa thuần. Cái pháp nhiếp tâm á là ví dụ như bây giờ đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi cứ đưa ra đưa vô mà điều tác ý hết, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi nữa tác ý đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, không cứ tập vậy tay bên này cũng vậy, cứ tác ý rồi đưa ra tác ý rồi đưa vô, cứ vậy lần hoài cho đến 30 phút, 30 phút mà thấy hoàn toàn không nghiệp, tức là nhiếp tâm đấy, nhiếp tâm bằng phương pháp như ý là ý. Bây giờ nó hoàn toàn nó không có niệm rồi, 30 phút mà đưa ra đi vô trước nó tắt tí rồi nó không niệm rồi thì bắt đầu con trở lại con ăn trú trong một phút à, con nhắc ba cái câu khác, ba câu nãy ăn trú đó, an tịnh tâm hành rồi an tịnh tâm này rồi an tịnh dưới tâm định tĩnh đó, ba câu này rồi cái này bắt đầu con đưa ra đi vô con không tắt ý nữa, rồi đứng một phút nó không giật được tại con nhắc rồi. Còn con cái kia nó chưa thuần, bây giờ nhiếp tâm nó chưa thuần, nó chưa có quen, cho nên bây giờ con thấy nó vừa được. Thế con nhớ con qua bên đây con tập hai cứu cho nên gì vậy mà tầm phút là có niệm rồi, tại nó chưa thuần với cái pháp nhiếp tâm. Con phải tập nó chưa thuần, con đưa qua bên đây chừng một phút con thấy có niệm, hoặc là trong một phút ngồi vậy cái nó yên nó niệm cái nó ngục ngục thì con bị ba cái tạp khác, hoặc là con ngồi vậy nó bị mỏi, nó bị thuận xuống, hoặc là đau chân tê chân. Thì lúc bây giờ đó con biết là cái nhiếp tâm nó chưa có biết được, con phải nhiếp trở lại được. À mà con nhiếp thường rồi đó, thì bắt đầu nó về con sẽ ăn trú nó dễ. Phải tập thường. Con đặt thầy là suốt hai con bà mẹ với thầy là thân con lúc nào nó cũng sống có áp phân. Tức là không đau nữa lọ, nó đau nữa kia. Nó nhọc mệt là muốn chết xuống á. Thế này là con có ý kiến được sau chết ở đây thì con nhập chết thì là con phải thay đổi tư thế lòng thì con thấy không ăn được, ăn một thì nó lại đưa con vào một tí mất. Vì vậy con cái nghiệp này phải như thế này. Bây giờ thật con không đau thì con lúc bây giờ con ngồi thì con chỉ sử dụng nhiếp tâm bằng cái thân đau thì cái đau cũng dễ dàng lắm, thì con chỉ tác ý một câu an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy ra, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy vô, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy ra, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy vô, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy ra, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy vô. Có đau mặt gì vậy? Mà con cứ tác ý thì cứ tác ý để cho cái nó an, an ổn được cái thân ngồi trên cái cơn đau của con. Thì lúc nó đã an được thì con khi đó nó chừng nào nó an được thì thôi con tập cái tác ý cái coi đó như vậy. Và đôi khi con tác ý như vậy đến 30 phút hoàn toàn vừa tác ý an tịnh thân hạnh mà nó đau mặt nó chỉ có nhiếp tâm được có khởi chứ do đau, bởi vì khởi đau là nó bị phóng dật thì không còn đau kệ nó mà cứ nhắc nó an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy ra, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy vô, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy ra, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi đưa thầy vô, cứ thầy này đâu thầy này cứ 30 phút trả đi
anh nghĩ ra thì còn có cái việc gì thì quá sẽ hẳn theo cũng như tôi sẽ chứng sợ con hiểu không? Cứ vậy con làm qua chừng nào mà cái thân con nó ăn không đau thế nào tức là nó ăn trú được thế nào thì bắt đầu bây giờ con ăn trú như vậy tức là nhiếp tâm để mà đối trị về thân của mình bằng thì con đã thấy ăn rồi còn bây giờ con nhiếp tâm ăn trú thì phải ăn không ăn thịt thân thành ăn thịt thân thành giữa thân thịt thân mà không rồi bắt đầu cứ bỏ đi vô cứ vậy cứ là bài chú ý ở trên bàn tay nhẹ cái bạn thấy con làm nhiều ra bên ngoài nó lại khi con sạc ra thì ở đây con rất là khó chịu nó lại khi cái thân này có phản phản ứng nó lại không khó chịu con bây giờ nó chỉ còn cái nước như thế này thì thay vì bây giờ đó con làm nhiều tức là con làm quá cái sức của con rồi tại vì cái sức của con nó không phải 30 phút thì con sẽ tu 20 phút mà sức 20 phút nó nghe nó bị đau cái này rồi sao ai luôn thì con lại tu 10 phút sau 10 phút rồi xuống 5 phút còn tu hết cả nghĩ phải nghĩ để mà thuần còn ạch cho nó thuần thì cái pháp an nữa thế được cho nó gì thật nhiều thì nó quá cái sức con thì nó sẽ sinh ra có những cảm giác tạm hồi con tu hết con tu chừng ví dụ như cái sức của con 5 phút thì tu mình là nghĩ vâng, nói chuyện với nhiều cách thức ở nhà thì con cứ tham con tu hết thời gian nhiều nó tải lên thành cái nó nói bây giờ cũng là cái ghét của nó con tu nhiều cái ghét rồi bây giờ con cứ nghĩ là thêm những cái quả tin rằng con được nhiều khi con không sợ không phải ngại nhưng mà con phải rồi cứ con ngồi yên thì con nghe cái thân con và con nghe cái tâm con thì cái tâm con nó cũng không nhớ nhà nhớ cửa hay là ai cái xử gì đâu nhưng mà nó cứ hiện hết thì nhận đạo những cái này rồi đạo những kia nó cũng lại giọng đó mà cũng một lần rồi nhưng mà cái đó là con chỉ con tu chứ chính phật cái thứ này chưa được thứ này thứ là khi nào cái tâm con nó không có niệm được bây giờ con nhiếp tâm về an trú nó không niệm rồi bắt đầu con mới vô thứ này thứ không tu được thì còn nó có niệm nó còn hôn trầm còn buồn ngủ nó còn cảm thọ là không được thứ này thứ là nó không có cảm thọ con ngồi nó không tê cũng đau nhức một cảm thọ không có hai là không có điện, không có vọng tưởng, ba là không có một cặp điện liên thì nó mới vô. Cho nên gì chuẩn bị cho mấy con là cái chỗ mà tâm không vọng và nó không có hôn cặp điện liên và nó không có cảm thọ đau nhức chỗ này chỗ kia thì người ta mới cho vô tư tứ niệm xứ. Cái vô tư tứ niệm xứ mà nó đau nhức cả thọ rồi nó chạy buông ra ngoài nó đâu có dám vô tứ niệm xứ đó không được. Cho nên con thấy hồi không làm gì hết, tâm không cầm nên tạm rồi từ từ thì khỏe quá. Nhưng mà cứ vọng tưởng không hay là sao nó như vậy nó đâu ở nó được nó không ở trong được xứ cho nên vì vậy nó chỉ có thứ chỉ cần con có thể con ngồi con cũng nhắc tâm có tận thân tạng rồi tự tự con ngồi rồi bắt đầu nó có niệm tức là tu cái pháp định sát xuất thư giãn á nó thuộc về cái chính cần cho nên nó ngang ngái chịu thác có niệm đẩy ra chứ còn tứ niệm xứ mà còn niệm thì không có được nó còn nghiệm nó còn không đào thì riêng thì không được giải quyết nó con tay nó không rơi được gì à nó tới cái người này tới cái kia rồi đó chỉ có ở trên cái thứ chỉ cần đó mình ngăn ngang chuyện khác rồi mình tập cái nhiếp tâm của mình cho có căn bản để nó có đủ cái sức định tình nó mới diệt ẩm đó đi ẩm nó không có niệm nó phóng ra được khi mà nó phóng ra được nó trong 30 phút rồi thì ở trên cái phương pháp mà nhiếp tâm an trú ở trên cánh tay thì nó cũng đi sâu không được nữa nó lại bị đau nhất nó lại sanh ra cảm thọ nó lại buộc nó nhẹ nhàng nó qua đây nhắc một câu rồi nó ngồi cho nó mất động vậy mà bây giờ nó không niệm tại vì mình nhiếp tâm mình an trú nó không niệm được nó mới vô được vô bởi vậy con tu nó bị chướng ngại rồi vọng tưởng nè hôn trầm nè được cảm thọ này nó đủ ba cái đấy rồi còn tu chứ gì đâu tu hoài cái chẳng đi tại chỗ hiểu không cho nên vì vậy đó phải cạn lọc đó là phải tu một phút nó tu nhiều rồi tu một phút cho nên vì một phút có rất nhiều rồi xả ra rồi tu một phút nghỉ năm phút vô tu một phút nghỉ năm phút vô tu một phút đúng ba phút xả nghỉ rồi bắt đầu bây giờ mới tu trước chiến thần ngồi chơi ngăn ác gì khác có niệm thì xả có niệm thì thôi qua vậy thôi để cho tới chừng nó thanh tịnh hoàn toàn rồi thì bắt đầu thầy mới
mới cho giả thứ những thế, không giả thứ những thứ đã được. Là có khi chúng ta khi tham ăn mà thầy biết là khi khi mà con làm thì mình có được cho hai bố con về nhà như vậy thì không được. Tức là có lẽ khi khi nhân mà có bố con nó lười biếng lắm. Hai bố con cũng nói tạo ra cái duyên được biến khích cho nó tu, nó sống những giới luật, nó sống đúng cái năm giới, sống không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, tập cho nó năm giới gì chưa đúng trong gia đình này, nó sẽ chuyển như quả cũng thấy được. Tại vì con nói nha con, bây giờ tôi tạo duyên cho như thế mà không cần tạo để thả rồi, không đâu mà nghe con, tôi ăn một bữa là được rồi. Còn cháu này nó bảo chứ con ăn chơi thay được rồi, không phải tập gì nữa. Cầu cho giữ được nam giới tự nó đã chuyển, nó chuyển rồi đó, bắt đầu nó thấy cái chuyện đó nó mới tu. Nhờ cái nam giới, cái nam biết nhân bản. Còn cái con bé con thì thôi nó đi chợ nó chả theo gì là nó mất kẻ. Con cứ lo tu cho đúng cách của con đó, thì nó chuyển cái gia đình con đi được nhân quả, giữ về tam giới, tu thấy tam thanh tú, con biết cái trạng thái mà con thanh tú, con biết con biết chờ cái gì tới con thành con rồi, cái chuyện cái giờ mình thay tất cả điều đó. Thì nó. Cái cô anh nhớ cô. Là cái đó là đã thỏa mãn chưa? Rồi lại nhé. Nói từ hoài, tết quá này. Tao có hỏi kỹ này. Lâu lâu nghe này nói rồi bắt đầu tu theo cái hiểu của mình. Thật không? Tao hỏi thì cứ hỏi như sau đấy. Làm theo cái ý của mình. Không. Con bạch thầy như thế này. Cái chuyên sự là con mang cái 10 tập đường về chứng Phật. Quay vào trong này, vì sợ trong này là đã chia đi các nơi để không còn. Thế nhưng là vừa rồi là qua cái trao đổi với cô Út thì cô Út cũng phê bình con là tại sao lại đi để vất vả như thế, trong này cô vẫn còn. Thế thì con cũng trình bày với cô Út cái lý do con mang là mang 10 cái tập đường về chú Phật mà thầy cho con quay vào trong này là thì thứ nhất là bây giờ nó là đủ 10 tập đường về chú Phật. Mà nhà xuất bản tôn giáo người ta xuất bản cho mấy thì cắt kén gì đấy đúng không? Thì con thấy có quá nhiều những sự cắt kén. Mặc dù con mới chỉ gọi là sơ qua nhưng mà con phát hiện ra như thế. Thế thì con nghĩ rằng là một mặt thì cả 10 tập này thì từ lúc mà thầy ở tự cho đến bây giờ thì gọi là viên mãn. Thì bây giờ thì nó quá đơn giản. Nhưng mà từ cái lúc mà thầy khởi lên nguyện toàn nó thành hình trong cuốn sách thì con thấy đấy là cả một cái duyên một kỳ ngộ của nó kéo dài của yên mà đây dài vâng. Con thấy đầu tiên cái tập mà con gửi nhà sư quan tôn giáo thì tập không biết và cái tàu đó thì đưa qua thông tin tàu đó thôi cắt nó bỏ hơi còn có ba tập thì dưới một tập dưới được con thôi lúc này tàu nó chỉ còn cái gì nữa. Rồi tới thì sau này nó chạy theo cái thời cuộc chứ không phải lúc bây giờ đâu phải vậy. Nếu con thiếu nhưng mà con nếu không có con anh thật sự ra không có cuốn đó là mà không có cuốn đó nó cũng có đỡ được cái bộ sách gì. Rồi ban tôn giáo hồi cái công an tôn giáo hồi tiên rồi nó xuống tập việc vậy gì ở ngoài ở ngoài Nghệ An cái ông gia ông đấu tranh nó đem này đấu đá dưới đại thừa cái ông này họ đưa ba sách chưa thì thầy thấy nó là đọc này đi chưa được phải dễ mà thầy nói tôi em cũng có xin phép nè nhưng mà vì nhà xuất bản nó thấy có cái điều kiện cắt xén chưa thì làm ra còn cái này là mấy anh này là phật tử tôi đến tôi cho ông đọc để mà ông biết cái tu đúng tu sai thôi ai ngờ đâu ông đúng làm với mấy ông đại thừa chứ tôi có biết đâu tôi có suối không đâu. Mấy ông công an đó mẹ đó thầy kêu mấy ông là đừng có đấu tranh hiện có được như rẻ tôn giáo gì là chết rồi.
thì ông gia đừng có đấu tranh như vậy, tựa chùa ta đại thừa mình lên thở quan ca, là mình có tiền đem ha, xong mình nghĩ đi đưa ta, mày ông lộn xộn quá, rồi tôi đã im hết rồi không kéo sao, ghê lắm to là phải nói cả cái bộ đường về trước bạn mình mới ra đời được vậy, nó sẽ chơi chơi. Con bạch thầy vừa rồi thì con có chút duyên lành ở chỗ là giờ nó mưa to quá, mình chửi ra cũ thì cũng chẳng có thể mưa mà đội mưa mà làm công việc gì, do thế mà con với cô út thì có một cái thời gian cái lúc trời mưa đấy mà ngồi con được trao đổi với cô út thì cũng có một cái nó rất là kỳ ngộ. Thì nói về cái mời tập đường về chú Phật này thì con cũng nói với cô út là đây là cái duyên của con, là con có cái duyên để mà được thầy giao cho cái khởi nghiệp, còn nó đúng là một chúng sinh đủ duyên thì cái mời tập đường về chú Phật này nó mới ra đời được và nó mới xuất phẩm được, chứ con cũng chẳng có tài giỏi gì, cũng như là cô út ở trong này thì phải nói rằng là con cũng vẫn nói với cô ấy thì, là bản thân cô thì xét cho cùng thì cô cũng vất vả quá. Còn một nhẽ là cô rồi thì cũng giống như chúng con, khi đến lúc một cái vô thường nó đến thì có ai mang được cái gì đi đâu. Thế mà cả một cuộc đời cô lan lộn như thế thì cô cuối cùng cô không có được cái gì. Thế thì nói chung là có chút duyên sự mà con với cô có sự cảm thông với nhau. Chứ còn con biết là ở đời hiện tại bây giờ có nhiều người ta không học thầy, người ta đến học thầy nhưng mà người ta không theo thầy, cho nên là thầy chỉ dạy người ta nhìn đời bằng con mắt nhân quả nhưng mà người ta nhìn đời bằng con mắt đời, cho nên là người ta có nhiều đưa ra nhiều cái vấn đề quá, chứ đã làm nhân quả thì còn gì để nói thêm nữa đâu. Đâm ra là người ta đã làm khó cả cho thầy mà làm cho cố cũng khổ thêm, khổ bây giờ phải không, khổ rồi. Người ta cứ cho làm thế này, cho làm thế kia, thì thực ra mà nói người ta biết đâu tất cả đều là nhân quả. Thế thì con bạch thầy là đến bây giờ thì cái mời tập đường ngày chữ Phật này thì do nó đủ được xuất bản đủ thì con cứ theo con thì đấy nó là một cái sự viên mãn mà nhà xuất bản người ta ghi nhận. Thế hôm nay con bắt vào bê vào là có thể thấy thứ nhất là trong cái 10 tập này do cái cách gọi là xuất bản của nhà xuất bản thì con cũng có đối chiếu với những cái tập cũ, thì con xin thầy là cũng nói sơ qua về với những cái tập mới này nó có vấn đề gì, thì cần đấy con cũng trao đổi cũ là tại sao con lại mang ngược vào, là vì con thấy cắt chén đi nhiều chỗ mà con không biết là có được sự ưng chuẩn của thầy không. Bởi vì nếu con có điều kiện con gặp các anh ở nhà xuất bản, bởi vì chỉ thì từ đầu đến giờ thành ra về sau là cái duyên của con nó dừng ở cái đoạn đầu, nó chuyển sang người khác, nhưng cái mối liên hệ của con với nhà xuất bản cũng như các anh cũng vẫn là quý mến con, vì trong quá trình làm việc từ đầu thì con bao lời thầy là con giữ tìm cái cách quan hệ rất là trong sáng, rất là nghiêm túc, cho nên nó mới thuận lợi cả về đến cho đến bây giờ. Vì thế cho nên là con bây giờ con thứ nhất là được bình lệ thầy thì con xin thầy là thầy cũng cho con biết qua về cái quan điểm của thầy. Cái thứ hai nữa là cái này thì con tiện đây thì con có cũng có một số cái con ghi vào đây là cũng có một số cái nguyện vọng. Tại sao con phải ghi vào giấy mà không nói mồm, là vì cái này đó là xin để thầy quy y cho Phật tử, cho nên là nếu mà con nói ra thì thầy đâu có nhớ được hết, cho nên con phải ghi vào giấy, chứ không thì lại có người hiểu lầm là con tại sao lại phải trình thầy rồi lại đưa giấy. Thế thì thứ nhất là thầy cho con cái biết sơ qua về cái ý của thầy để mời về cái sự sửa chữa ở trong mười đường ở tập đường về sư phạm này, liệu rồi thì có phải làm lại nữa không hay là như thế này? Nói chung là nó chưa phải hoàn chỉnh lắm đâu con, bởi vì mỗi cảnh nó thì nó có cái sự
tùy theo cái hoàn cảnh nó có thể phải tùy thuận nè, tùy thuận theo hoàn cảnh đấy có cái độ sắc nó tạm thời cho nó đủ. Ví dụ thật ra còn mỗi lần mà chúng ta lãng lại thì nó phải chỉnh sửa được còn thêm rất nhiều thì coi gì chứ nó bớt ra cũng cắt xét cũng nhìn theo cái nó không phải là nguyên bản thầy đó mà nó có nhiều cái điều cần phải thêm ở trong đó cần phải thêm. Bởi vì cái về vấn đề mà tôn giáo Phật giáo nó là một truyền thống lâu đời mà muốn dạy cho người ta thông suốt cái đúng cái sai của nó thì nó rất nhiều chứ không phải là ít được. Nó cả một cái tư tưởng, cái hệ tư tưởng của con người của dân tộc Việt Nam. Bởi vì cái tư tưởng mà nó truyền thống từ Phật giáo, truyền thống từ xưa đến giờ nó biến thành cái phong tục, cái nếp sống của dân tộc Việt Nam, cái tinh thần của nó. Cho nên bây giờ mà bỏ cúng bái này kia là một điều không thể được, phải là không thể được. Mà đến khi nào người ta thâm nhập được rồi người ta bỏ, người ta biết đó là nghi tín, người ta không biết. Cho nên muốn được vậy thì cái bộ sách này nó càng phải chuyển hóa. Như về ba chai trong này chưa có nói, nó sơ sơ cho nó. Từ khi mà có người chết trong nhà phải làm sao đó trong này chưa có dạy cho cái đó. Có nó sơ cái điều đó thì chưa có nói. Thành ra nó là cái bộ sách nó dựng lại cái chất pháp của Phật, nó đã phá những cái sai, cho nên nó rất khó ra đời. Còn cái bộ sách đạo đức đó, thì nó dễ lắm, không có. Thầy nói về bộ sách đạo đức mà đưa con đi thấy là được, nhìn cháu là có gì đâu mà khó. Nói về đạo đức nhân bản con người phải sống vậy vậy, thì nhà nước này đang cần đạo đức vậy đâu, mà họ thắng đạo đức thì họ mau lắm mà cho. Cho nên cái bộ đạo đức nhân bản, cái bộ đạo đức nhân quả phải nhận diện, nhưng cái bộ đường về của Phật là không. Bởi vì dân toàn dân phạm lý thì các bộ cũng đều sinh hoạt ở trong đây kính mình. Mà giờ đừng thấy ông đọc nói nó sai cũng đúng, mấy ông làm bậy làm chân nó không phải cũng Phật giáo thôi tôi làm đảo lộn kia. Cho nên kỳ đại hội Phật giáo Hà Nội này mà thì đầu tiên thì đề nghị thì đi thầy không già dưới đi không sao vợ được rồi để thấy thầy trẻ là đi đi lên rồi cuối cùng họ cũng bữa nay thì đi gọt với thầy tôi tên thầy gọt cũng đề nghị thầy đi thì quý thầy có nói thầy đi thì biếu cho một đại diện của Phật giáo một nước một thầy này cho nó về đào lộn cái đầu của đất. Thầy đó mình làm cái chuyện nó tội rồi đó. Thật sự thật ra từ xưa đến giờ người ta xây dựng cái Phật giáo như vậy rồi. Mà đọc cái bộ đường về sứ Phật này thì đúng là người ta làm sao? Làm cho cả thế giới, Phật giáo thế giới. Mà bây giờ khi học là hội Phật giáo thế giới ở Hà Nội mà nói tỉnh Tây Ninh, Phật giáo tỉnh Tây Ninh biếu tặng cho hội nước Phật giáo, đại diện cho hội nước Phật giáo của Bộ Sách đường về sứ Phật. Cũng quý lắm đó chứ, nhưng mà về là cũng đậm lắm. Thôi giờ làm chuyện thân không có khẽ 200 cái tùy duyên chứ. Mà con biết 80 nước mà 80 bộ được về chứ mà phép xe chứ đâu 800 bộ giống thùng phải xe không biết chứ chứ đi phải tài trợ hết. Nó một cái em một gói là mấy năm sáu không phải là thùng lớn viên bộ mười thật mà 80 nước là cái cách mà đó là cái nước ở ngoài bất nó vô Phật giáo nó vô nó hồi với Việt Nam rồi rồi còn những mà đặt văn đại diện của các ban điều trị tỉnh hội của các tỉnh ở trong nước bao nhiêu tỉnh rồi bao nhiêu huyện. Rồi người ta có đến mà xin cái giáo hội của tỉnh Tây Ninh rồi mình lấy đâu mình chi. Lấy đâu mình chi được. Rồi đây rồi nói như vậy rồi bây giờ họ thấy vậy rồi. Các cái ban tôn giáo của các tỉnh nó chứ đâu phải. Ban tôn giáo tỉnh nó cũng phải cần cái nghiên cứu chứ. Chứ nó đâu có chịu không nên cứu. Rồi nên thầy cho ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh bộ phần gần nhất. Thôi thật lên cái bộ sách này. Cửa năng về đây năng tục giết rồi quý đỡ này đó thì nó đúng là tinh thần của xã hội chủ nghĩa nó sẽ không thay đổi gì nó không di dời mà nó tâm linh bằng cái hành động đúng theo cái
nội lực của nó, cho nó không có đi cái tâm lực ở bên ngoài, cái linh hồn ở bên ngoài. Cái nội lực nó có cái di diệu vô cùng, gọi là tâm linh của Phật giáo là cái tướng thần túc, cái nội lực của nó, nó thể hiện cái nội lực của nó, nó làm chủ, chứ nó không có cái linh hồn, cái linh hiện bên ngoài, gia hồn. Nó làm đảo lộn cái tư tưởng, thành khi nhìn cái thế giới siêu hình. Nên chỉ mấy anh này đã tôn giáo, đã nghiên cứu để nó điều khiển tôn giáo. Chẳng hơn thì biết luôn, tuyệt vời là mà tăng cái lực lượng của Phật giáo bây giờ quá thẳng. Vì thầy bắt lần lượt người ta sẽ thấy chữ cái sai, chứ bây giờ mình đã có lần chi cho nó chia rẽ Phật giáo đâu. Cho nên mấy anh thấy là tôi nói về giáo Phật giáo nguyên thủy, mà tôi thăng mặt cái chiếc áo đại thừa, tôi không phải là người tu sĩ nguyên thủy đâu, mà nói là thầy phải là giống thầy phải khác. Tôi suy dựng Phật giáo đại thừa, mà là tôi người Việt Nam thì tôi suy dựng cái đức thần của dân tộc Việt, cái dân hóa của Việt Nam nằm tốt như thế nào. Tôi đâu có dạy theo một kiểu Ấn Độ, Ấn Độ thì cái sách của giáo nguyên thủy nó dạy theo Ấn Độ, mà tôi dạy theo cái kiểu, tôi dạy theo cái đức thần dân hóa của dân tộc, nghĩa là tôi đồng hóa cái dân hóa của Ấn Độ trở thành dân hóa Việt Nam, mà không sai gì Đức Phật. Mà nhân quá gì đó. Có ai nói tôi cũng phải được nhiều Đức Phật thì nó cố đỏ hết được. Ai nói là dân quá Ấn Độ, dân quá Việt Nam, lời nói của Việt Nam này. Bình dân Đức bình dân, không có lớp. Ông nói cái thao kỳ, ông nói kiểu cách, kiểu dùng ngôn ngữ. Có học thức cao đó. Bình dân Đức Việt. Thì nói chuyện như thế này. Cho được là ban tôn giáo với mặt trạng tôi cũng phải họ biết phân bạch thầy là như thế này. Thì vừa rồi thầy cũng có nói về cái lĩnh vực mà cái tập những tập sách về đạo đức, mà bây giờ tất nhiên là thầy nói ví dụ thôi. Bây giờ mà thầy giao cho con đi xin phép thì quá dễ, bởi vì bây giờ các nhà xuất bản là người ta làm kinh tế, và người ta muốn liên danh với người tác giả. Thế thì cứ cần có động sách thì bây giờ người ta tìm đến tận nơi người ta vận động. Chứ còn cái ví dụ như cái cuốn Đường Về Sư Phật của thầy, mà đầu tiên thầy cho cái đơn này của con và thầy cho con đi tìm để xin phép, thì đấy nó là một cái đúng là cho đến bây giờ con cũng vẫn cứ phải thanh minh với mọi người là đấy nó là cái duyên của con thôi, chứ không có tài gì làm được. Vì thời đấy nó là thời bao cấp, và người ta lại không tán thành nhà nước nhà mình, lại không có tán dương cái chuyện là khuyến khích các tôn giáo, nhất là những sách viết của tôn giáo là người ta đẹp. Thì cho nên là người ta đi tìm cả cái người mà đi xin, để có khi là người ta cho một bài học chứ đừng có nói đến chuyện là dạy và cái phép. Thế nhưng mà nhờ cái duyên, cái đây là duyên của tất cả chúng sinh, chứ không phải duyên của cá nhân con đâu. Cái duyên của con là được làm sách của thầy, chứ không phải là cái duyên của con làm nổi, xin phép nổi. Cái từ mở đầu và đầu cái lối đi, mở đầu trong cái thời điểm đó là cái thời điểm bao cấp trời đã đưa, cái thời điểm đó là xin phép tôn giáo thì không biết. Mà cái tạp mỏng vậy, cái đó là một cái lịch sử, bây giờ lịch sử đầu tiên nữa mà thầy còn giữ cái số sách đó. Với cái này là như này, cho đến bây giờ 10 tập này ra thì chính cả gia đình nhà con cũng như một số bạn bè mà người ta vẫn cũng tha thiết với cái giáo lý, cái pháp môn mà thầy chỉ dạy, thì người ta cũng rất cảm động, là bởi vì ngay cái cách xuất bản cái quyển cả 10 tập này thì đúng là thầy vẫn để cho con một cái chỗ đứng về đồng như thế nào mà bây giờ nó vẫn vậy. Thế thì thầy in đúng như là con in cái chữ viết cũng như cái màu bìa, thì có nghĩa là cái duyên của con thì cho đến bây giờ là vẫn được thầy ghi nhận. Thầy cứ để cái màu bìa chữ cái chữ vào của con sao thầy làm như vậy thôi, thầy không cho nó thay đổi rồi, không cho nó làm màu sắc khác. Thầy nói đó là cái gì đầu tiên của màu sắc của dân lễ luôn, đó là cái kỷ niệm của thầy kết hợp nhau để nó xin phép cho được màu sắc từ đầu tiên nó xuất hiện, thật sự nó căng gọi cho nên nó chứng minh cho cái tập sách mỏng nó để nói được cái quyết tâm của chúng ta là cái trong cái thời đại nó có thể nói là người nào các lên là không có được cái tập sách này, còn người dễ nó bỏ không có cho phép mai rồi nó cho được vậy là cũng ngay cũng có cái chỗ dựa
để trả lời mọi cái mặt khác, cũng khỏe không có cũng đó. Con biết cái bộ mà được dịch hoặc khi mà cái chuyên viên ở ngoài Quy Nhơn không biết làm gì vậy, có hỏi cái chuyên đó, nó hỏi chuyên viên, nó gắt nó giảm chuyên viên, cái thầy bảo cái chú vui đó hãy ôm cái tập bộ sách, cái tập sách đưa về thực phẩm, nó tu thương theo đây, nhà nước cho phép trong cái thời đó đưa vô cái thả người nó cũng mạnh đó, nó còn hơn cái gì cái gì cái hình như con phát dễ vào cho thầy đấy. Mà cái nhóm hình như con thấy cô Út vào cái nhóm ấy của anh Minh Tiền là bị công an giữ, cái con phát vào cô Út có gửi cái giấy phép xuất bản ra thì công an nó giả bản sách hay là xin lỗi. Chứ còn con vành với thầy là lại thầy Điền cũng có vẻ thầy Điền cũng đấu tranh dữ lắm động. Cái đúng là cái quyển cái bộ sách này bây giờ nó viên mãn thì cũng là cái lúc mà con có được chút duyên lành mà được ngồi thưa thỉnh với thầy. Thì cái này trước tiên là con cũng xin sám hối với thầy là một đệ tử của thầy. Thực ra mà nói thì ngay từ đây là cái duyên của con, ngay từ bước đầu thầy hướng dẫn thầy dạy con tu thì chính con là con cũng hiểu từng cái đường hướng, những cách thức mà trong những cái pháp môn thầy truyền đạt chắc chắn là con không có hiểu sai lầm, bởi vì con cũng biết lắng nghe cái lời của thầy dạy con bằng cái tâm nó an, tức là trong khi con nghe con không có suy nghĩ và con không có khởi lên một cái gì cả, con chỉ chấp nhận tất cả những cái lời dạy của thầy mà con biến nó thành những cái phương pháp, tức là những hành động. Chính nhờ vậy cho nên là về mặt cái câu cửa miệng của mọi người nói là tu tâm, thì chính con đã nhận diện được ra cái tâm và con đã biết cách để mà nhờ vào bốn cái pháp môn mà thầy dạy, con biết cách nào cho nó yên. Mà chính biết cách nhờ làm cho nó yên được thì con cũng có biết được cái hương vị, một phần nào cái hương vị của cái thanh thản. Vì vậy cho nên là với một cái phương thức như thế, con nghe, con nhìn vào những cái lời dạy của thầy, rồi là con đọc cái sách của thầy, con hiểu khác với những người khác. Cho nên là từ lâu rồi thì con cũng từ cái ngày mà thầy mở lớp, con cũng phát hiện ra, con cũng vạch với thầy là con không hiểu tại sao mà con thấy thầy bảo một đằng mà học sinh chúng con lại, đệ tử chúng con lại làm một này. Thì cho đến bây giờ thì con vẫn nói với mọi người là thầy là người khổ nhất trên đời, bởi vì thầy là người biết tất cả. Mà tại sao thầy biết tất cả, thầy lại là người khổ nhất? Bởi vì thầy bảo mọi người thì chả ai nghe. Cho đến giờ phút này con biết rằng là 10 tập sách này nó viên mãn, nhưng cũng chưa hề có một cái người nào có cái duyên phước mà được cả 10 tập sách này, mà lại được cả thầy chỉ dạy, mà lại làm theo được đúng như thầy lời thầy nói. Cho nên là trong đó có cả bản thân con cũng là vẫn là đang phụ thầy, chưa làm được theo lời thầy, có nghĩa là phụ thầy. Thì thực ra mà nói thì cái một bậc thầy mà biết bao nhiêu tâm huyết, biết bao nhiêu khổ não, mà đối với những đệ tử như chúng con mà không chịu làm theo thì quả là chúng con phải tệ quá. Thế thì hôm nay thì cái cũng là một cái theo mọi người là nghịch duyên, nhưng theo con vẫn thấy nó là thuận duyên. Con vào con được ngồi với thầy như thế này thì con cũng chỉ biết nói một điều là cũng như thầy nói, con đủ duyên à, con có nhân tu nhưng con chưa đủ duyên, nhưng con cũng mong rằng, tức là đây là tâm nguyện của con, đến một lúc nào đấy mà cái duyên này nó hội đủ thì con hứa với thầy là con sẽ không để rơi vào tình trạng giống như mọi người là cũng không thật. Vì con đường thầy chỉ thì nó không có phức tạp, nó không quá gọi là như là người ta tưởng tượng ra từ trong kinh sách, mà nó chỉ là mất bước đầu thì chỉ có ly thôi, và để rồi cuối cùng dựa vào bốn cái pháp môn mà thầy chỉ dạy đấy mà hành cho nó nghiêm luật thì người sẽ thả được điện là cái dục. Chỉ có thế thôi chứ có cái gì đâu mà người ta cứ hình tượng hóa nó lên. Thầy thử ra chả ai làm được, mà chính bản thân con thì
cũ hiểu được cái ý chỉ của thầy, nhưng mà con thì lại chưa đủ cái sức mạnh, chưa đủ cái lực để mà dứt bỏ những cái gì cần phải dứt bỏ. Thành thử ra con vẫn đang khổ thầy, thì sau cái lần này thì con xin với thầy là thôi thì thầy cũng xá cho con. Tất nhiên thầy thì cũng muốn cho con là Phật, nhưng con lại xin thầy để từ từ. Thì đúng là con có hãm con. Thôi thì thầy cũng thương đúng không? Không, thầy nói như cái này con biết. Cái duyên đầu tiên của thầy mà mở cái lớp giảng dạy đầu tiên ở Tư Vị Thị Đường, thì thường bây giờ con thấy cái lớp học của quý sư như thầy là cái người mang máy đầu tiên mà thu hết những cái lời mà thầy giảng là chỉ con còn có nhớ. Vâng. Người Hà Nội biết được là nhờ ơn con thầy chúng ta nhé. Chứ nếu mà có con thầy đem những cái này phổ biến là vậy. Con cứ nhớ kỹ rồi bạn. Tại sao mà cái chuyện gì không biết, nhưng mà khi mà thầy thuyết giảng ở đây á, thầy ở đây với thầy có ra Hà Nội đâu, nhưng mà con từ đó con đi mua máy móc để kia con về con thu cái bằng nó qua rồi mà thằng trai con nhớ kỹ rồi được không? Có ai mà đem tiền pháp của thầy bằng con? Đó là sơ cỡ những cái đầu tiên mà nó trên đức nó có cái duyên đi chánh pháp và cứ đến đây nghe thầy, rồi bắt đầu từ đó nó tìm cách để cho nó phổ biến được cái điều mà thầy nói. Cho nên vì vậy mà nó chịu cực khổ, nó mua máy mua móc này kia đem vô nghe thầy thuyết giảng thì là thu sáu mốt một bạch hoặc là hai thu một cái thì con. Cái hồi đó thầy thấy thầy biết thì thầy có nghĩ là thầy thu lời nói của thầy đó thì thầy phải đi cái đâu là kiếm cái đó thôi, còn có nhiều ai thu là cứ thu thôi đó là gì chứ sinh con người ta. Cho nên tất cả cái này đều là duyên Phật pháp đã sắp đặt, cái người nào làm cái giai đoạn nào, cái vị trí nào nó đều có đủ hết. Nó có đủ ở trong cái chỗ mà thầy làm. Tại vì trước khi mà thầy sửa sang cái chùa này là thành cái tu viện, thì đó là một cái duyên cho thầy ra Phước Hải để chuyên về cái kinh văn ngoài đời. Từ chỗ thầy Tiên Quang này kia thì về đây học Phật. Sau này mà không được thì thầy Tiên Quang lại đi chùa chỗ khác, rồi là Tương Thông. À, thậm chí nhiều tiềm trí còn biết bây giờ nó cũng vô giết chế là nó cũng lợi đào đà ở trong lớp được chứ không. Rồi tới cái chuyện đức nữa, chuyện đức là ông tử với nhau rằng là đi về lãnh chùa rồi tụng niệm nữa là theo kiểu gì vậy. Nên nó nói lợi là có đủ thứ hết cũng là ông trò này hết mà mỗi đứa đều trình cầu một phương tất cả những cái mà hiện giờ thì thầy thấy cái người đầu tiên mà đưa cái lời giảng dạy của thầy là con, bây giờ còn con là không, nó không có thay đổi. Mà mấy người kia con nhìn có vẻ có thay đổi không? Thầy thấy rất tội, họ thấy thị trường là họ nhập giá bị bả, như chạy sẽ biết nhanh lời. Cho nên vì vậy mà thầy nói cái duyên của chánh pháp của Phật chứ là từ đến lúc tự đi xin phép chứ không cái đầu tiên. Hôm nay cũng là đầu tiên mà đi xin phép mà trong cái giai đoạn thì khó ghê thì từ cái chỗ mà khó khăn đó cứ luôn lên thì tới bây giờ đã được bình yên. Hồi đó là ở cấp cái thấp mà khi được vậy là bị liền mới dễ ở một tầm dân xuất khe khó cho mấy gì bố bố ông thầy hai cái cô và hai người nam bố hai người nữ về bố về đây sáng về trưa thì ra trình ra mờ rơ quỵ liền được hát. Rồi không biết những cái gian khổ nó phải bảo đảm sự thống nhất của thiền thì tôn giáo hoàn toàn có, nhưng mà lần lượt thầy thấy cái quyền là có nhiều thay đổi cho đến hôm nay thì thấy cả cái đất nước như thế này mà chế thủ đăng ký cho tổ chức cái lễ Phật đản ở tại đất nước của mình, các nước và quốc gia vào đây để mà xem có những cái chuyện tham tự những cái việc có còn những cái nước này còn là quốc giáo và cả này còn là quốc giáo. Còn thấy người ta nó bảo chí nó đang cái chùa bái đính thôi, năm trăm tượng đặt ở đây còn cái nước đặt đâu thì của hết, còn có cái chuông nữa còn rút cái chuông rồi mấy ông thầy rồi mới đến đi vòng vòng để cầu nguyện cho quốc thái dân an rồi rồi cho cơ duyên của mình chứ sao đi hôm nào cũng là chuỗi đi niệm Phật đi cầu thì quốc tế như thế.
người cha nhớ mà vừa mới tiến sĩ mà nó hổ lộ thì cũng chút bất thứ gì ngàn dữ à. Thầy nói đạo đức thì nó bất thứ gì ngàn, chứ thiếu đạo đức thì không có bất thứ gì ngàn. À, thầy nói thật đó. Họ đang gì cứ hổ lộ anh lo nó thì tiêu nó rồi. Thầy nói thầy xây dựng cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả là phải bốn tập như được vậy chứ không vậy đâu. Đạo đức nhân bản nó nằm cái giới thì mỗi một tập vậy ít nhất là không phải hai tập thì tình trạng năm giới nó phải mười tập nó được bản bộ được vậy chứ không mà bộ sách nhân quả thì vì vậy mà thì vậy mà nó nói đủ hết tất cả những cái hành động sống của con người, cái nào đạo đức và cái nào không đạo đức, cái nào nhân, cái nào quả, cái nào đem đến khổ đau, cái nào không đem đến, cái nào đem đến không khổ mình khổ người, cái nào đem đến khổ mình, mỗi ngày làm được hết. Từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái suy nghĩ, sẽ nói hết những cái đạo đức đó mà một con người mà nó suy nghĩ biết bao nhiêu trăm ngàn cái chuyện ở trong đầu mà nó dám nói hết những cái đạo đức nó mình dẹp hết cả thì còn biết đâu còn chưa cái chỗ nào hết thì nó là cái bụi đạo đức nó dẹp hết những cái đời sống con người lại. Mà thầy biết như vậy là cũng biết cái đạo của thầy nó làm dịu hơn cái thái chứ còn làm đơn hơn là sẽ giết chưa được. Thử hỏi bây giờ người nào bây giờ có cái đạo gì đi nữa mà biết hay đi nữa thầy lỡ bây giờ biết cái đạo đức đi con người đi, cái đạo đức cái đạo đức về cái thái học thái nghiệm của con người đi là cứ giết kiểu thầy họ không biết đâu mà giết chứ phải không, không biết đâu muốn xây dựng cái nền đạo đức nó phải biết được cái chỗ nào mà nói ra chứ đâu phải là tôi không muốn giết đâu là nó không có đơn giản. Nếu mà thật sự ra nhà nước hiện giờ về cái ngành giáo dục người ta cũng muốn giết cái bộ sách đạo đức để cho thế học nhưng mà người ta không biết bắt đầu từ chỗ nào. Nhân nghĩa lễ trí tính là đạo Nho đã có rồi, giờ bắt đầu ở từ nhân nghĩa lễ trí tính. Vậy thì nhân nghĩa lễ trí tính nó bắt đầu nhân như thế nào, nói như thế nào, ông lẽ nói giờ nó tan hết. Có lẽ khó chứ đâu vậy, còn như vậy là nó nói cho hết được. Còn thầy nói vậy thôi, con vậy thầy là như thế này. Cái đúng là không thể mang những cái mà trí tuệ của thầy ra để mà hoặc là mang mấy cái kiến thức của một số những người mà trí thức bây giờ so với cái trí tuệ của thầy được. Một cái hữu hạn mà so với cái vô hạn thì tôi bảo là vô lý. Mới hơn nữa là người ta cũng đều là vay mượn của những cái người đi trước đó, thì làm sao người ta có cái gì để người ta khai triển được. Mà càng khai triển thì nó lại trở thành giống như là với những cái người mà có trí tuệ thì người ta thấy rằng là đúng là một người vẽ rắn thêm chân mà thôi chứ nó không thể là thành ra một cái con gì khác được. Vì vậy cho nên là cái trường hợp mà con nghĩ là đúng là thầy thì quá thương tưởng đến chúng sinh, thương tưởng đến các Phật tử, những người gọi là như chúng con còn vì mà mê lầm vì chấp mà thành ra mang cùng cái khổ và thân. Thì thầy ra sức thầy biết, nhưng mà con nhớ chắc chắn là chính xác khi mà cái lớp đầu tiên thầy dạy thì thầy cũng có một buổi giảng thầy nói với chúng con mà những điều thầy nói không bao giờ con quên, thậm chí là nó nằm ở trong cả một tập này nhưng thầy giảng còn chút ít hơn. Ở chỗ là có một lần thầy nói rằng là thầy đâu có muốn giảng cho các con, bởi vì thầy giảng cho các con thì thầy làm hại cho con, bởi vì càng giảng thì các con thì cũng như là thầy hát thay cho các con nghe thì các con trả lời lại. Và cái chính là thầy bày cho các con những cái pháp hành, con cứ thế mà các con sống, các con thực hiện thì các con sẽ trở thành con người có trí tuệ. Chứ còn bây giờ các con cứ nghe để cứ thích nghe thầy giảng rồi cứ đọc những lời thầy viết thì đúng là thầy đang làm hại các con. Các con cũng vậy, như người mẹ mà đúng con cũng ra. Thế đến bây giờ con nhìn thấy 10 tập của thầy nó theo đời thường thì nó là viên mãn, nhưng con biết là thầy cũng quá buồn bởi vì công lao thầy thì như thế, làm việc cả ngày cả đêm đúng là quên thân mà làm bởi vì không còn cách nào khác. Chứ nếu mà thầy
thì cũng giống như Đức Phật ngày xưa, thì Đức Phật cũng có bảo rằng Đức Phật có độ cho ai đâu, mà đến bây giờ thầy cũng vậy, thầy chỉ cũng như Đức Phật, thầy chỉ đường thôi. Ai đi thì người đến, mà không đi thì thầy. Thì bây giờ mà Phật ngày xưa cũng chịu, thì cái đấy không biết là thầy cũng rất buồn, thầy buồn lắm. Nhưng mà cái buồn đây là con nói là nói theo góc độ đời, chứ thầy thì bây giờ thì thầy biết cái này để làm gì, thương tưởng chúng sinh thì thầy cứ biết. Chắc chắn rồi đến một lúc nào đấy thì sẽ có một cái người mà đủ duyên với những cái tài liệu này của thầy, thì người ta cũng sẽ chứng được như thầy đã chứng được nhờ cái những cái bộ sách Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vâng, vì vậy cho nên là cái lần này ngoài cái chuyện mà con thắc mắc, hoặc là con còn một số những cái gọi là chưa thông, mà cái nãy con xin thầy, thầy đã nói qua về những cái bộ sách này, về những cái của nhà xuất bản người ta bỏ hoặc là thế này thế kia, thì thầy giải thích con đã thông rồi. Con nãy cô Út trao đổi, con trao đổi với cô Út cũng chung một tư tưởng như thế, tức là cô Út cũng nói rằng là có nhiều cái trường hợp mà quan điểm của thầy mà lại có những cái người khác mà lại là những cái người mà chưa hề chứng đắc gì mà đưa quan điểm vào, thì những cái đấy cũng phải là bỏ đi. Bởi vì người ta chưa chứng thì người ta biết cái gì mà người ta nói, người ta thầy nói thì là từ cái tâm không có dụng, nó khác hẳn với chúng con. Cũng câu nói của thầy chúng con nhắc lại thì nó đã khác nhau mất. Thế mà người ta lại cứ tưởng là người ta có một chút kiến thức, người ta cứ tưởng là người ta cũng hiểu theo cái giống như cái tâm của thầy, và người ta cũng biết, người ta cũng dạy, thì đúng là không thể để trong những bộ sách này được, mà phải được bỏ đi. Thế đến bây giờ thầy giải thích cho con thì con thông rồi, nhưng vì vậy cho nên là bây giờ thì có một cái là con cũng muốn thỉnh thầy là trong cái 10 tập này, chắc chắn phải sau này nếu mà còn tác xuất bản thì cũng phải sửa sang, vì thực ra nó cũng chưa thể chọn toàn đại được, nó chưa không thể cầu toàn được. Thế thì thầy cũng cái 10 tập con mang vào đây thì thầy xem qua xong là thầy cũng y chỉ cho con, bởi vì cái này con cũng xin thầy mà. Thì coi như con cũng cứ biết là 10 tập đường về chữ Phật này là coi như là cứ viên mãn rồi, coi như đây là một cái gia bảo của nhà con. Con lại xin ngược thầy là con lại mang ngược ra. Và có cái sáu thu thì đúng là rất kỳ lạ, là hai lần thầy ra chúng con cũng biết đấy, chúng con xin thỉnh thầy là quy y cho cháu. Thế rồi nhưng mà thầy về tu viện thì chắc là cái đấy thầy giao cho các quý thầy mang theo thì người ta lại chắc đặt. Và con cũng nhiều lần gọi điện thoại vào nói cũ, mà chắc là tại cái duyên nó không đủ. Cho nên là cái đứa cháu thứ tư của con là đến bây giờ cũng chưa được quy y, thì thôi con xin thầy quy y cho cháu để con nó cũng viên mãn luôn. Và rồi có lẽ khi tới này thì cái cháu Trang của nhà con ấy, thì con bạch với thầy là cũng rất là hy hữu, tức là cháu đi lấy chồng thì cũng như người đời thì cháu cũng có chửa như mọi người, nhưng mà rất tiếc nó lại là chửa ngoài là con thể. Thì người ta mổ đành rằng là mình cũng quen biết thì người ta mổ tốt đến mấy chăng nữa, nhưng nó vẫn bị hẹp cái đường ống dẫn chứng, thành ra đúng là cháu là rơi vào tình trạng vô sinh thật. Thế nhưng con cũng không hiểu là vì một cái duyên phước gì mà rồi thì có một cái anh giám đốc phụ trách cái bệnh viện Trà Chu Lương, tức là bệnh viện C, thì anh lại chơi thân với một anh bạn của con, thế là anh nhận anh giúp đỡ, thì là anh đã gọi là trụ kinh cháu ống nghiệm cho anh cấy rồi không, thì cháu đẻ được lần đầu tiên là được 2 cháu dài, thì đẻ sinh đôi luôn, mà làm cho cái nhà ông bà thông gia người ta đang buồn, bởi vì ông ấy cũng lấy 2 đời vợ mới được một người con ra. Mà đến bây giờ có không con báo được vâng hiểu nào vâng. Thế mà đây cô con dâu này thì tưởng rằng là hết hy vọng rồi, tức là cái hẹo ống dẫn chứng nó không chữa được. Thế nhưng mà rồi thì lại đẻ một lúc ra hai cháu ra,
Thế thì ông bà ấy mừng quá, nhưng con bày với thầy là cho đến bây giờ thì sau khi cháu đẻ được hai cháu ra, bây giờ nó lại vỡ kế hoạch, nó lại mở, nó lại sắp đẻ một cháu lại nữa. Nhưng mà nó đẻ đầy tâm, còn thấy nó cháu nó khổ khổ quá. Nhưng không biết thế nào, bởi vì con không can thiệp vào được, vì gia đình nhà người ta là hiếm muộn. Mà người ta cũng mới đời vợ mới được một đứa con trai, cho nên bây giờ con dâu người ta đẻ được thì người ta cứ ép đẻ. Con cũng tại mà tùy con không có cách gì cả. Rồi thì chuyện nhiều đủ rồi thì con chạy nữa. Được rồi, thầy sẽ đặt đây cho nó phát hiện để cho nó bị phái rồi. Vâng. Đây còn cũng một tạm cái này con là thầy. Lúc con còn có khả năng là hôm nay con ra ngoài kia thì mai con lại cầu vào, con cũng trình với cô Út được, thì ngày mai cô cho con ăn thương con lại vào, bởi vì con chỉ làm việc một tí buổi tối thôi. Nếu mà hôm nay giải quyết xong thì mai con vào con ở đây thêm một ngày nữa thì con xin các con thầy, bởi vì cái lần này là không có chuẩn bị. Chúng là con nên tập hợp lo về và học những công việc. Con nghe còn bài thầy một cái nữa là kỳ vừa rồi con vào trước khi đi, con đi máy bay đấy thì con có nói với anh Minh Hiếu ở Gia Lâm đấy, thì anh Hiếu là kỳ trước anh vào đây thì anh ấy còn để lại trong này là một số như trong mà các thứ khác là. Thế thì con bạch thầy là anh cũng có một cái khởi tâm là cũng muốn đi cùng con để vào để lễ thầy. Thế nhưng mà đúng là do cái trường hợp đột xuất mà thay đổi, thì hẹn nhau là định đi vào cuối tháng 4 sang đầu tháng 5. Thế nhưng rồi đột xuất con lại phải vào ngay, đâm ra là anh ấy không đi theo kịp nào. Thế lần này con vào thì con cũng nói cố là để con xin và lấy những cái thứ của anh ấy để được giải lại cho nghiệp. Thì chắc chắn là sau cái lần này thì ông cũng không thể vào đây thì cũng có nhiều cái tâm sự nó cũng tất nhiên con thì cũng có giải thích cho anh theo những cái góc độ hiểu của con, nhưng mà người ta một phần người ta có tuổi rồi, nhưng một phần nữa cái lĩnh vực mà người ta đến với thầy cũng là chút duyên nợ thôi chứ cũng chả đạo gì cả, cho nên là cũng không thể giải thích hơn được cái gì gì đó đủ thì thôi. Hôm nay con mang mấy ảnh nhưng con lại quên mất phi, con bảo quá con quên mất một số thứ. Hôm nay con cũng nói với cô Út là có một số thứ, kể cả cái bức thư của bác Hiếu, bác ấy gửi con một bức thư mà cho cô Út, mà trong ấy con đoán, nhưng bác cũng nói không phải là bác ấy cũng có một ít tiền cũng ra, nhưng con lại để quên là ngoài kia mất rồi, mà để Sài Gòn mất rồi, thì mai con sẽ mang vào con để cố. Con con người thầy của thầy này. Bây giờ có khi con kiếm khác thật. Con quay ra không muộn.